Đây các bạn ơi, hôm nay là gặp cái trường hợp này là phải phải nói ngay ngay bây giờ đấy đã. Quả này thì mình chỉ lấy mỗi cái củ này thôi nhá, còn cái hai cái cánh quả này mình dùng lại quả cũ. Hôm nay không cầm cái đồ để vào xếp mang được các bạn. Mình vào từ đằng này, đây mình vào ngược thế này nhá. Đấy. Đó, như thế này là vào luôn một vào trọn bộ cả bộ hơn luôn này. Bạn nhìn thấy chưa? Mình đóng vào xong đấy này. Không biết là trong cái nhà nó còn ấy. Chỗ nào nó mát là được. Đây máy chú để trong đây, ở đây này. Quạt gió. Con máy này trông vẫn còn đẹp nhỉ. Cái để xô má của nó còn ngon lắm luôn. Vâng. Chưa tháo, chưa sửa. Tôi thấy nó nặng cũng mấy vụ con là nó để nó không nặng nữa mà. Yeah. Đấy, giờ thôi, nếu tôi có không quay được nổ thì lại phải thôi cứ nổ nó ra đây để cho xem ra phải một giây chứ hai giây là chịu không nổ, thế mà bây giờ là chưa chắc quay đã nổ được mà giờ chưa chắc quay đã nổ. Ừ, lại phải nhiều phát mới nổ được. Vâng. Này mà cái ném này của nó lại mở hết có gần quá này thôi chứ không mở nữa. À. Tôi khó thế, ông tính tôi cả cái nén này, đây này, nó mở hết này mới mở, mới phải mở. Nặng. 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 Nặng, vâng. Kim người đánh rồi đấy. Cứ thử nổ xem. Nó nổ như thế nào? Có thử nổ được không? Chú tháo dây để cho nó nhẹ gì? Đấy phải ra đây mới quay một đấy mới được mới nổ được. À, không thế. Cứ mà để 2 giây không nổ. 2 giây cũng vậy, ừ, căng vậy. Căng hơn nặng hơn. Nó không căng. À đấy quay quay. Quay nặng máy mà khó nổ đúng chưa? Quay nặng máy khó nổ. Là 2 giây căng quá chú không quay được, nó nặng. Nặng. À. Thế tháo dây ra thì nó còn nhẹ nữa. Ừ, tháo dây còn nhẹ nữa, đúng rồi. Tôi để đến 3-4 năm rồi. Thế nào con này là chú mới mua lên con kia chú bán rồi. Ừ, con kia bán rồi. Thế. Con kia bán rồi xong rồi lại mua mua được thấy con này nó đẹp hơn là mua. Đẹp hơn con này. À con lần trước của chú là nó không còn rõ nhỉ? Không có gió, kết nước nhỉ, nhưng mà hơi chưa động, hơi chưa thay đúng chưa thay nó nhưng con đấy vẫn dễ nổ mà nó luôn, mỗi cái hộp số thì bố nó một lần luôn, mỗi hộp số thay hộp số thế thôi là bố một lần, nó sửa chữa hộp số một nhưng lần mà mấy cái bộ mình cứ để nó vẫn còn đấy, mà hai con được nhưng mà bà ấy bảo để nó làm gì chứ tống đi thế cứ giữ lại thì vẫn ấy bán được bao nhiêu đâu, 3 triệu bạc thế là hòe sang con này là hòe 3 triệu rưỡi à con này mua 3,5 triệu ui quá ngon gì nữa. Có 3,5 triệu này các bạn. Quá ngon kì. Máy đẹp như này. Đẹp này. Số má còn nó chưa động, hơi ho chưa động. Con này chưa động, con này cũng chưa tháo nốc nào cả các bạn. Con này còn mới te này cơ. Nó là mấy vụ của nhà này. Mặt quy nát này vẫn chưa tháo này. Ừ, còn nguyên sơn này. Chưa động gì đâu. Số má của nó trần tru lắm.
Đấy các bạn, thì đây là chú là trước là chú có một con máy rồi, nhưng mà cũng mua mới, nhưng mà chú thấy con này nó đẹp hơn thì chú đổi, gọi là bán cái con cũ kia đi, xong rồi con kia thì bị sửa hộp số như một lần rồi, sửa một lần thì không đáng ngại lắm. Thì ở đây là có ông hàng xóm, ông không dùng đến thì ông bán đi, thì chú mua luôn, giá quá rẻ luôn, có 3 triệu con này, à 3 triệu rưỡi con này, quá rẻ. Thì bây giờ cái con này là của chú, là chú bảo là nó quay nó hơi nặng này, nó nặng máy này và nó khó nổ này. Đấy, như lúc nãy này các bạn xem này, các bạn biết rồi đấy, quay nặng máy khó nổ, nặng máy. Thì bây giờ thế này nhá, bây giờ thì như chú vừa chú bảo đấy, thì mình đoán cái thứ nhất ấy là cái giảm áp này, cái mở nén này là nó mở nó được ít, nó mở mở khe hở lấm của nó được ít, đâm ra nó quay nó nặng, hơi nặng một tí, hoặc dây trùng quá, à dây thì lệch nữa, dây thì lệch. Đấy, với lại nổ lên thì có khoái các bạn, nổ lên thì thấy khoái rồi. Các bạn thì không nhìn không rõ, nhưng mà mình nhìn thì nó nhìn rõ phơ, có khoái là phất phe khoái rồi, mà nổ từ bấy giờ là đây này các bạn nhá, vần vần bánh đà đây này, vần không 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 thấy đóng căng hơi này. Đấy, trôi này, thấy chưa, con này là xiếc măng kém rồi, con này xiếc măng kém rồi đấy, các bạn thấy chưa. Kim thì còn nghe thấy đánh thì cũng còn được, nhưng mà con này khả năng là mòn xiếc măng rồi, thay sơ cua bộ xiếc măng đi. Đây này, cứ vần bánh đà là biết ngay này, máy là đi làm là con này thì biên ác thì còn ngon được, chắc chắn là y cơ cũng còn ngon rồi. Đấy, đây này, nó cứ trôi đây này các bạn. Đấy, nếu mà nay này nó không có tiếng lọc cọc thì là ác cái biên là còn ngon, ác cái tông đấy còn ngon, không có tiếng lọc cọc là ác là không biết là gì. Thế nhưng mà nếu mà nó còn ngon đấy, nó nảy lại cơ. Đấy, nó nảy nảy mạnh cơ, nó nảy cái như đây cái đẻ này là nó trôi rồi. Đấy, thấy chưa? Mà nếu mà nó mà nảy như thế thì chú đã không gọi cháu, nó ngon nó không thì đã không phải gọi đến sữa đúng không? Đấy, mà nó khó nổ, mà khó nổ thì thường thường là nấm lại hơi. Đấy, trôi bạn thấy. Rồi con này kiểm tra bộ xiếc măng hơi, tháo ra xem hơi, chỉnh lại cái quả, thế là xong. Đấy, khó nổi thôi. Đầu mới bây giờ nó mua 6 triệu. À không, đầu mới nó có nhiều loại. Đầu nổi. 6 triệu mấy, ừ. 7 triệu luôn, 6 triệu 8 nếu mà đầu nó quật gió mà đầu nó đẹp. Ừ. Đầu nó trang trai của nó giờ còn đầu nó 7 triệu, 6 triệu 8, 7 triệu. Mới mua được đầu nó 6 triệu. Đấy, chứ còn gì nữa. Nên là các chú đi mua nó nhiều loại lắm, máy nổ nó nhiều loại lắm. Chú không biết được, có loại chỉ 4 5 triệu cũng có. Đấy. Thế nên khó thôi, bây giờ thế này. Bây giờ chú xoay cái máy lại đi. Đây nhá. Không, cái chỗ đấy ướt rồi, nên chú chỉ cần xoay mỗi càng về đằng này thôi. Để cho nào ở phía bên kia. Vâng. Đấy các bạn thấy không, chú mua con máy này được. Nói chung là trông thì đẹp, nhưng mà thôi cái xiếc măng nó kém một tí không vấn đề gì. Thay bộ xiếc măng là xong các bạn nhá. Để mình tháo ra xem nó như nào đã. 100% luôn. Với lại tiện đây là máy cũ này, tháo ra xúc cái nọc nhớt này cho chú này. Đấy, xem cái bô gió này xem nào nó có. Xem cái bô gió này, xem cái lưới nọc của nó như thế nào thì cũng thay luôn đi, không là để để đến lúc gì thì hít vào trong máy. Bởi vì mua lại của người ta thôi, với lại người ta cũng để lâu rồi, dùng ít nhưng mà để lâu. À, mất lưới rồi các bạn. Thôi, thế cũng được. Đấy, mất cái nọc ở đây rồi. Thôi để mình chờ mình lấy đồ để mình
ấy cho chú đã, mình tháo ra xem như nào là mình quay tiếp nhé. Đây các bạn ơi, hôm nay là gặp cái trường hợp này là phải nói ngay bây giờ đấy đã, để rồi tí là mình mới tháo nốt cái mặt cái nát này ra này. Cái quà có vấn đề rồi, cái quà này là chốc nó là phải thay rồi. Đấy, tiện đây là mình gặp là mình cũng chia sẻ luôn, chứ không đến lúc thì lại không gặp cái bệnh như này nữa. Đấy, bây giờ như này nhá. Chú lăn bánh đà cho cháu đi. Chú lăn bánh đà, bắt đầu cháu bảo dừng thì dừng. Các bạn kéo ga lên nhá, các bạn kéo ga lên này. Cứ lăn mạnh đi, lăn mạnh đi. Bắt đầu cho dầu nó lên cái ống dầu này. Rồi, nùi lại đi. Nùi lại đi. Cứ nùi lại, nùi mạnh. Nùi dạ tiến này. Không, nùi nữa lại. Nữa, cứ nữa mạnh à. Thôi rồi, để cháu quay cho nó. Đó, để dầu lên đấy. Đây nha các bạn ơi, cái quà này là phải thay thế này. Đấy. Đây nhá, để bình tĩnh để mình qua để mình mới báo được nhá, nó không được các bạn lại không nhìn rõ. Đây nhá, bây giờ đang vần đến điểm nổ để điểm chuẩn đấy nhá. Đến piston lên đỉnh như đấy, đến điểm nổ đấy, đây là các bạn này. Quà này là rất chuẩn, ví dụ như thế này nhá là quà chuẩn này. Bên đấy cũng vậy. Đấy là quà rất chuẩn, quà nếu như thế này là được này. Đấy, thế nhưng mà thế này nữa này, để mình tính, để mình báo này. Đấy, như thế này là được như này, nói lại nhá. Như thế này là hai quả chính rất là chuẩn. Thế nhưng mà đây là nếu mà vần bánh đà đây này, mình vần nhá. Để cho một bên quả đi xuống đã. Đấy, còn một quả đi xuống nhá, quả xá mổ này. Quả xá mổ này các bạn nhìn đây này. Chặt nick luôn. Quả xá mổ xuống là cái quả này vẫn phải có độ hở như lúc nãy, vẫn cứ có độ hở như lúc nãy. Thì mới là được. Còn đây này, mình vần tiếp phòng nữa này. Quả hút đi xuống nhá. Quả hút đi xuống thì bên đây lại chặt cho mình xem này. Đấy, chặt nick chưa? Đó là chưa được. Thế này có nghĩa là tại sao, có nghĩa là cái trục ác này, cái trục của cái cánh quạt này này. Là nó bị rộng ra ở bên ở cái củ quà này rồi. Là nó nắc. Nó nắc ngang. Nên là nó mới thế đây này, ví dụ như nhá về vị trí cũ nhá này. Nhá về chỗ cũ thì đấy hở rất đều. Đấy thế. Thế nhưng mà khi mà mình bứa ra một bên đây thì bên đây lại bập vào đây này. Đây nhá. Đây mình đang kéo ra đây nhá, ở bên đây này. Đấy. Đây là có nghĩa là cái cũ này nó nắc này. Các bạn nhìn đó, các bạn nhìn chưa? Đấy, nó nắc ngang này, thấy chưa? Đấy, cái trường hợp này nhá, nếu mà còn nếu mà ví dụ như này. Đấy, ví dụ như các bạn đưa cái quà xá này mổ xuống mà cái này chỉnh hở ra một tí là được. Nhưng mà hở ra một tí thì nó lại thành ra là hở quá thì nổ rồi, nó có cái tiếng nộp bộp. Và nó hở quá quá thì chạy nó sẽ yếu hơn một tí, nó sẽ giảm công suất của máy đi. Đấy, thôi được rồi, để mình tháo nốt là mình lại chỉ cho các bạn xem nhé. Đây này các bạn này, đó đây là cái trục này này, cái trục của dàn quạt này nó nóng này. Đây này. Các bạn nhìn rõ, nhìn tinh như này. Đấy, nó chỉ tí thôi là nó bị đây. Các bạn nhìn thấy chưa, đây là cái mép này nhá, các bạn nhìn cái mép này này. Đấy, nó lên xuống thấy chưa, nó chỉ cần có độ dơ tí thôi là bởi vì quà nó có 0.3 gram thôi mà, độ hở của nó thôi mà. Còn ví dụ như các bạn xử lý thì bây giờ ví dụ như là các bạn tháo ra thì tháo nó ra đây là tháo cái trục này ra, xong rồi mình sờ đây này là cái điểm nào mà nó trũng đấy, đây này.
nó trũng đấy, thì các bạn vấy điện vào những cái điều đấy một tí tí thôi, sau các bạn cứ đóng làm sao cho nó căng vào đây là được, đóng làm sao nó căng. Còn cái rãnh này thì nó nằm trên, nằm nó nằm ở bên trên đây này, để chốc nó con ốc nó đi qua thì nó đi vào cái rãnh này, mình cái con ốc của ấy kìa. Đó, đây này, ví dụ nó nằm thế này này các bạn. Đó thì mình vấy điện vào những cái điểm, những cái điểm đây này, những cái điểm mà ghi nhớ những cái điểm nó mòn, bị mòn đấy, mình vấy tí tí thôi, thế xong mình đóng vào đây căng là được. Còn thì có một cái trường hợp nữa, còn không nữa thì nha, thì các bạn phải lấy máy cắt, các bạn phải bổ cái đôi cái củ này ra, bổ đôi ra, lấy máy cắt cắt một đường đến cực dưới này, để khi mình vặn ốc đây là nó sẽ ép vào, nó sẽ chắc cái trục cò này. Đấy, này sẽ ép vào. Thế nhưng mà cái đấy thì làm cái đấy thì rồi nó còn có một nửa dưới này thôi là cho nên nó sẽ gãy, rồi nó chạy một thời gian là nó sẽ vỡ, nó vỡ lốt ra, bởi vì mình cắt đôi này ra rồi. Đấy, thế nên là một, chỉ có một là vấy điện thôi, vấy điện cố gắng vấy tới tới thôi, là mình đóng đóng là sao nó chặt là được, nó không có độ nghiêng đi lại là được. Đấy, còn không nữa thì chỉ cứ thay thôi nhá, nếu mà không có máy móc thì cứ thay cái củ quà này đi là được các bạn, hoặc kể cả là có cái củ quà cũ cũng được, cũ cũng được nhá, cũ cũng được, cũ lấy mỗi cái củ này thôi. Đấy, còn thì thế thôi. Đấy, cái quà đấy hôm nay lại có cái chia sẻ như thế nhá, gặp cái nào mình chia sẻ đấy nhá. Còn bây giờ mình tháo tiếp cái mặt quy nát này ra để xem cái hơi của nó như nào, chắc là sẽ mang mòn rồi. Hở rồi các bạn, hở rồi, hở sẽ mang hở rồi. Nói chung là nó vẫn còn nổ được, nhưng mà hơi này là có gò rồi. Hơi có gò rồi. Đấy, với lại các bạn nhìn thấy cái điểm nó rỗ chưa? Đấy, thế giờ các bạn nhìn nó bị rỗ mép, mép này. Đây này, mép này rỗ này. Đấy, đây này. Đây này, có cái ngấn ở đây rồi các bạn. À, còn này thế mà lại cả hỏng cả hơi nữa các bạn. Đấy, hơi con này kém rồi các bạn này. Đây này. Đấy, rỗ này này, mép này bị rỗ ở đây, như kiểu đây là nước nó xuống này, này nước nó xuống nó han này này. Đấy. Đây nữa này. Đấy mà cái xác mang thế này là hở rồi này. Nếu mà xin anh mà chưa có gò nhá, đây này cứ sờ cái mép này này mà chưa có gò đấy, chưa có gọi là có hơi hơi cảm giác một tí ti thì còn được, chứ nếu mà cảm giác mà đã rõ ràng nó rồi đấy thì là phải thay thôi, phải thay cả xin anh thôi. Đấy, với xéo măng hở này này, hở này là hở to rồi, hở này là phải đến 2 ni được các bạn. Thế thì chán như này. Sao quyết định thay hơi đi chú nhé. Sao có con này mình lại thì thay hơi cho chú rồi các bạn. Thay hơi rồi, với lại thay cái củ quà này rồi. Đấy. Bây giờ chú mua cho một bộ hơi. Một bộ hơi với lại một cái gioăng. Gioăng quy nát đấy. Một bộ dàn cò, một đôi bạc biên. Có nọc nó vẫn hơi 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 minh à. Hơi đã đóng xong rồi. Đâu vào cho xem là hơi thế nào. Rồi, có được bài, không? 3.6 đây. Dạ, được chứ. Nếu không được thì bảo Minh. Thế này là được rồi. Gương A đây đúng rồi. Quả đây. Quả đấy. Thế đây là cái gì? Đấy, bạc biên. À, bạc biên. Ở đây là quả đây các bạn này. Đây là quả này, bây giờ nó quả Minh, quả này à, quả này gọi là cũng được. Quả này thì mình chỉ lấy mỗi cái củ này thôi nhá, còn cái hai cái cánh quả này mình dùng lại quả cũ ngon hơn quả này. Hai cái cánh quả này là không bằng lần trước mình báo đấy, các bạn biết vì sao đâu rồi, xem nào, các bạn biết vì sao nó lại
Mình lại dùng lại cò cũ này không? Cò theo máy này đẹp hơn nhá. Thứ nhất là bạc nó đẹp hơn này, thứ hai nữa là chủ yếu là cái có hai con ốc chính này. Đây là hai con ốc chính này. Hai con ốc chính này nó là gen mịn nhá. Mà nó làm mặt phẳng này nó chuẩn hơn này. Chính nó chuẩn hơn nhá. Còn con ốc này nó thứ nhất là nó móng hơn này. Con này dày hơn với nó là gen thô. Chính nó không chuẩn. Đấy các bạn lưu ý nhá. Nếu trường hợp thay cò một cái cò cũ mà đây, thế mình mua đây cái cứ con ốc mà nó màu nó hơi hơi vàng vàng đấy là cò theo máy của xịn. Với cái gen của nó phải là gen mịn. Gen mịn nhá, gen mịn chính rất sướng. Rất chuẩn, chính chuẩn lắm. Gen to thì tôi nói ông phải ra một tí thì nó lại mất nhiều hơn. Chính xác. Đấy, ông mà gen mịn của nó thì nó chỉ một tí cái là đã được. Chỉ cần vặn mạnh tay cái là cháy gen. Đấy. Đấy, các bạn nhá, nên là mới mình có lại chả tôi nhìn cái là đã thấy gen nó to hơn rồi. Đấy. Vâng. Thế mà con ốc nó thì mỏng. Thế này là nó mình chỉ lấy mỗi cái củ này thôi, chấp nhận thôi, còn cái cánh này không cần thiết. Cứ cất đi lúc nào còn đến thì dùng đến đó. Ít khi lắm, hai cái quả này. Hai cái củ này chảy. Chính là vậy thế. Đấy, phải biết là cái gì còn đẹp thì mà đẹp hơn đâu phải lấy cho tôi. Vâng, cứ bỏ hết vào đây, rửa nó đi. Cái mới không ấy thì không cần rửa. Cái công này nó đấy, hơi ở mình thì cứ thường thường là hơi minh này các bạn, hơi minh đồng bộ này là được rồi. Mỗi nơi nhìn là biết đó, nhìn là biết hơi minh chơi chữ đi thì biết này, nó quen thì ngày nào chứ thay đến nó à. Chữ minh to đùng chứ hãng của nó thì nó ghi tên tuổi của nó vào đây rồi. Vâng, hãng đó là các bạn nhá, cứ thay hơi là cứ mua cái loại hơi đồng bộ đây này. Cái ác này rất quan trọng nha, cứ thay luôn. Thay hơi là phải thay ác. Cứ thay hơi đồng bộ nó có đủ này, chứ đừng có thay độc bít tông với này xin anh với chắc măng đấy nhá. Rồi quên mất cái ác này, là cái ác này cũng quan trọng lắm đây này. Đấy. Thôi minh là chạy là được rồi, nói chung là đến cỡ đấy thì chứ còn các bạn đừng mua hơi dời nhá. Bây giờ cái loại hơi dời đấy là hơi dời đấy thì các bạn nó xi nanh dời, cái tông dời nó không đồng bộ đấy. Với lại hãng những cái dời đấy là mình trước mình thay cho các bác nông dân đấy là nó nhanh hỏng lắm, nó chỉ được vụ trước vụ sau nó đã hỏng này. Vâng. Nhanh hỏng lắm, hơi cho hơi này, cho nửa vào tay cho nó phải bóng, đây cho bóng này. Đây là lần trước mình báo với các bạn này nhá, đây là cái phanh này là dùng cái phanh này nhá. Rồi cái phanh kia mình đã bắt đầu rồi. Hai cái phanh này này, cái phanh này là phanh theo bộ hơi mới người ta cho này. Nhưng mà nếu mà cái phanh tròn này phơi phanh theo máy này, dùng lại cái phanh này dùng ngon hơn phanh này nhá. Đấy, kể cả là mới không quan tâm đến mới hay cũ, nhưng nếu mà cái bộ hơi cũ mà nó đang dùng phanh này thì mình cứ thay mới, nó dùng cái phanh dẹp này thì dùng thì mình thay mới. Còn nếu phanh hơi cũ mà nó dùng cái phanh tròn này này đấy, thì dùng lại cái này nhá. Cái chuẩn cái này dùng lại cái này, dùng cái này đẹp hơn này, cái này chuẩn đấy. Nó có độ bang nó ấy hơn nó không. Chứ cái này nhá, cái này là dùng một thời gian là nó không nở nữa. Nó bóp nó vào luôn, nó không có độ nở. Nó tuột ắc ra ngay. Đấy, thế thôi, mình cái này là bó rồi, cái này thay rồi là bó rồi, không dùng nữa. Thì dùng mỗi cái tay bia này thôi. Bạc cũng thay luôn. Để có nó để. Đấy, đấy nó đấy. Lúc bây giờ nó đấy chú ạ. Giờ cái đấy thì thôi không, nó thêm dầu. Thôi thế thôi. Thế đủ rồi chú. Đấy, hơi đồng bộ bây giờ thì không đây, các bạn thấy không này? Cứ thế là xóa ác vào đây chứ không cần cái gì hết ấy. Đấy, thấy chưa? Không cần phải đốt nướng gì. Nhưng cái hơi dời kia là thì là hay là không là căng là không vào được. Ừ, không vào được ác. Không đồng bộ. Không đồng bộ.
hơi một đằng, ắc một đằng, piston một đằng, rời đi. Thế nên nếu mà trường hợp mà các bạn mua hơi rời mà không không ắc không khó xóa vào này là các bạn phải đốt nửa quả piston này lên. Đốt nửa nên nó nóng, nó nở nổ này ra là cho vào. Đấy. Hơi hơi này thì báo nhiều rồi nên là giờ cũng không nói nữa. Đây là mũi tên đây, nổ ác đây, dấu tay biên đây, đấy đều quay lên trên hết. Nổ này, nổ nhớt vào ác này, dấu vào tay biên này, và cái mũi tên của gói tông này là cùng chiều với nhau. Thế thôi. Đấy, đây này, mũi tên nha, đây dấu đây nhá, ba dấu đây. Quay theo một hướng này thôi. Đấy. Thế xong rồi cho hai cái khóa kia vào. Vâng, phải khóa hai khóa vào, không là không xin anh ngay. Nó khi nó chạy cái này hai cái là khi nó chạy cái này cái ắc này nó chạy sang một sang sang một trong hai bên. Là nó sẽ nạo cái thành thành xin anh này, này. Nó thò ra là nó đánh thủng luôn. Thế nhưng mà có cái này là nó không chạy nữa. Vâng, phải phanh hãm lại đấy chứ, hãm hai đầu lại chứ. Đấy, thế là ngon này. Không có độ dơ ngang thế này được rồi. Rồi, hơi đồng bộ thì không phải lo cái vấn đề mà sẽ mang được thứ nữa. Cứ nắp thôi. Đấy, còn xem măng này nha, cách nó xem măng mà không bao giờ bị gãy đấy, là vì cái xem măng nhớt này thì đơn giản rồi, nó mềm rồi thì cứ lựa nhẹ băng nhẹ tay ra thôi, cứ nhẹ tay bươm ra thôi. Rồi còn là hai cái xem măng hơi này các bạn cài sẵn hai cái miệng dưới này vào đây và dưới này, phía dưới này trước. Đấy, mình muốn cho vào cái rãnh nào là mình cài sẵn nó vào đây. Xong hai ngón tay cái này miết nó xuống này. Miết lên đây này. Miết lên đây một tí. Miết lên đây một tí. Đấy, cứ miết thế. Không bao giờ bị gãy nhá. Cứng đấy nhưng mà băng thế kia là gãy. Đấy. Đấy, chứ còn nếu mà lấy hai ngón tay cái này mà băng ra thì có ngày thì bật móng tay đây với lại nó gãy. Hơi nào cũng thế, 20, 30 hay là 15 đều làm như thế này là an toàn, không bao giờ bị gãy xương măng. Đấy, rẽ thằng này 3 cái rồi 4 cái, một nhớt, một dầu, hai hơi, hai cái giữa là hơi, cái trên cùng là dầu. Giờ nó to này không cho dầu vào đi. Thế tàn chứ. Đấy, hôm nay là còn quên không mang ấy thì rồi này, hôm nay là không mang cái vỏ xước măng đây này, vội quên quá. Hôm nay không cầm cái đồ để vào xước măng được các bạn. Thì cũng được, không sao cả, bởi vì là vào chủ yếu là kể cả là nay có mang đi thì mình chia sẻ với các bạn về cái cách để vào xước măng, vào xin anh hơi nhá, vào trước nhá. Thì trong trường hợp này đấy, ví dụ như quả xin anh này các bạn này. Này cái đầu cái miệng ngoài này này. Thì mình vào từ đằng này, đây mình vào ngược thế này nhá. Đấy, nếu mà trường hợp mà các bạn đi làm mà nhỡ may có quên hoặc là không có hoặc là như nào hoặc ở nhà không có thì các bạn phải vào trước như này. Đây các bạn phải vào này thì khi vào nó bí tông nó nằm thế này. Đó thì mình phải xoay xong măng trước đi nhá. Xoay xong măng cho nó ngon lành đi.
Thế xong rồi cha nhớt vào xác măng đi cho nó trơn. Cho nó trơn để cho nó dễ vào. Đấy thì vì sao lại vì vào bằng cái đằng này mà không vào vào cái đằng này các bạn? Vì cái đằng này là người ta doan miệng nó hơi rộng nó một tí ti. Đấy, có rộng hơn so với miệng này nó không chuẩn. Với lại thứ hai nữa là mình vào xác măng vào bên ngoài này nó dễ vào hơn. Là đến khi mình đóng ở trên máy kia, đóng trên máy kia là rất là khó. Đó thì mình cứ đè nó xuống cái này. Cứ đè xuống xong rồi cứ đẩy nó vào thôi, cứ đẩy xăng măng vào thôi, cứ vào từng tí một thôi. Cứ vào bốn con vào tí một. Các bạn nhá. Đấy các bạn nhá, đây này, thế này, đó vào được rồi này. Cứ nựa thôi, cái này thì nó cũng hơi nâu mà hơi khó tí nhưng mà phải nựa. Nhưng mà còn hơn là ấy các bạn, còn hơn là vào trên kia. Vào trên kia khó hơn. Đấy đây này. Đấy ví dụ mình ấn bằng đây, xong rồi mình đóng cá nó vào này. Thì nhớ đóng là với cái tay biên này này quay lên trên thì mình cứ quay thẳng ra đây nhá. Đấy, thẳng lên trên là chốc đóng ở đây là vào thôi các bạn, dễ thôi, cũng dễ thôi. Đó như thế này là vào luôn một vào trọn bộ cả bộ hơn luôn này. Các bạn nhìn thấy chưa? Mình đóng vào xong rồi này. Rồi con, rút nó đi. Nó đi xem nó ra làm sao. Bắt đầu con nó. À rồi chứ bắt được cho những cái đồ trên chứ. Nó ngay cho nó nóng thổi nhỉ. Mình tính chưa ấy, dầu vẫn còn chưa xả e đâu. Mình tính. Chưa kiếm luôn đầu. Chưa có. Nấu ngon lành các bạn. Con này hết khói này.
càng ti ngoan không? Nhi, càng ti ngoan nhỉ. Đấy, khô kéo này không có tí quái nào thế nhỉ. Đúng người đúng tội luôn. Đúng người đúng tội chưa? Đấy là mình thế. Đấy. Thôi được rồi, chú lại nổ, có nổ lại phát nữa cho nó thật chắc ăn đi. Cho nó dễ nổ đi, xong rồi thôi là tắt đi rồi nghỉ thôi. Dọn. Ra đây kia được chưa? Vâng, ra đấy được rồi. Rồi, máy nổ ngon rồi các bạn nhá. Thế thôi, có khi mình cũng tạm dừng. Đúng rồi, chú có nghe chú nó đánh đâu. Đấy, máy nổ rất ngon các bạn. Nổ găng ti rất ngon mà. Đấy, thay chú mỗi bộ hơi cái nổ ngon. Rồi, máy thế là ngon rồi các bạn. Thế thôi nhá các bạn nhá. Có khi là mình cũng tạm dừng video tại đây nhá. Chào các bạn.